Hello, em chào tất cả các bác. Em xin giới thiệu một chiếc đồng hồ đeo bàn thương hiệu là Citizen Saban. Chiếc này là giờ thế giới luôn nha các bác. Khung là nhôm, đẹp xuất sắc. Toàn bộ là zin nguyên bản, đế dưới là đế gỗ. Chiều cao của chiếc này là 25 cm, còn chiều ngang là 22,5 cm, chiều sâu vô là 10 cm. Nhìn xuyên thấu nha. Mặt đồng hồ là nằm giống như nằm lơ lửng giữa không trung nhé. Bốn bên này có đến 4 miếng cao su để chống chạy xước nè các bác. Mặt này rất đẹp nha. Chiếc này sử dụng máy lớn kim trôi bọc bên trung, làm tít hết, không có bị mẻ vỡ chỗ nào nha. Các bác xem phía sau đây, nấm này đến điều chỉnh giờ, pin nằm bên trong này. Rồi bác nào thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác, các bạn Zalo giúp em nhé. Cần hình ảnh video gì em gửi trực tiếp luôn nha. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.